Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 1 cuộc phỏng vấn bác sĩ Đặng Vũ Chấn do Bích Phượng thực hiện. Bích Phượng xin kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Bích Phượng được hân hạnh phỏng vấn bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Ông là bác sĩ tâm trí thần kinh và tâm trí về bệnh ghiền. Và cuộc phỏng vấn hôm nay để giúp đỡ cho tất cả những gia đình Việt Nam có thể có những con em thanh thiếu niên đã có ý định hoặc đã tự tử qua. Và hôm nay xin quý vị nghe những lời chia sẻ của bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Bích Phượng xin kính chào bác sĩ. Xin chào chị Bích Phượng và xin kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính thưa bác sĩ, Bích Phượng có những người bạn, có những đứa con đang học high school mà cha mẹ cứ trông đợi những cái gì quá nhiều, thật sự cho cha mẹ nhiều hơn là cho bản thân của các em, nên các em tự tử. Nó có nhiều cái vấn đề phức tạp, nên hôm nay Bích Phượng xin bác sĩ chia sẻ với những khán giả coi đài để có cái thể một cái giải quyết những cái dự kiện nào giúp được cho cha mẹ Việt Nam xem chương trình này rồi và có thể đổi ý kiến về cái cách mà giống như trông đợi cái high expectation từ những đứa con. Vâng, cái vấn đề mà thanh thiếu niên tự tử đó, nó là một cái vấn đề mà khá phổ quát ở bên Mỹ này. Nó có nhiều nguyên do đó, nhưng trước hết đó là mình phải biết rằng là theo thống kê của bên Mỹ, CDC đó, thì một năm là có khoảng 4.600 em đã tử vong vì tự tử. Và cái số mà tử vong vì tự tử của người thanh thiếu niên đó, nó là nhiều hơn là chết do các bệnh về đường tim mạch, đường rồi AIDS, dị tật bẩm sinh, đường phổi, ung thư tổng cộng lại. Số tử vong đó nó vẫn còn thua số tử vong tự tử. Và mỗi một ngày ở bên Mỹ đó là có khoảng, theo ước tính của một cái cuộc khảo sát trong cái Journal of American Medical Association, cơ quan về y khoa Hoa Kỳ, thì mỗi một ngày ở bên Mỹ đó là có khoảng 5.400 em toàn tính tự tử, suicidal attempts. Và do đó đây là một cái bệnh mà họ đánh giá nghĩa là rất là quan trọng. Do đó nhiều khi họ cái giới mà tâm thần và giới mà tòa hay cái cơ quan hữu trách của Hoa Kỳ đó, họ coi đây là vấn đề cũng quan trọng. Do đó nhiều khi nó có những cái phản ứng mà nó, trong trường hợp mà của chị Bích Phượng nói đó, nó hơi overzealous, hơi quá, khiến cho ảnh hưởng đến. Nhưng khi đây nó là người ta quan niệm rằng nó thà safe hơn là sorry, đó, thành ra người ta muốn chắc ăn bảo đảm cái tính mạng của các em. Mình thấy rằng đó khoảng 75% những trường hợp mà đã tự tử mà chết đó, thì 75% trường hợp đó trước khi tự tử đã có dấu hiệu cảnh báo cho biết trước. Thành ra nếu mà bố mẹ hay người thân mà tinh ý mà phát hiện được thì có thể ngăn ngừa được kịp thời. Đó là cái vấn đề mà thanh thiếu niên tự tử. Dạ, kính thưa bác sĩ, vậy thì có những cái triệu chứng nào mà cha mẹ có thể quan sát hay là biết được? Thế là cái rõ ràng nhất là khi mà các em nói là cái ý định nó muốn tự tử hay là khi nó muốn giết người, đó rõ ràng nhất thì đó là trường hợp mà khẩn cấp phải báo động liền đưa em nhà thương. Có những cách mà nhiều khi các em nó tìm tòi cách thức tự tử, nó lên internet thấy là nó đi truy cứu những cái website nói về cách sao tự hại mình, vân vân. Hoặc khi các em nói lên sự tuyệt vọng hay là nó nói cái cuộc sống này vô nghĩa, cái đó là những dấu hiệu mà mình cũng phải cảnh giác. Rồi nó lên cảm giác nó đau khổ, nó không thể chịu đựng nổi, nó cảm thấy nó không có lối thoát. Và nó nói lên cái cảm tưởng nó là gánh nặng cho gia đình, cho người khác. Và nhiều khi nó cần lén lút uống rượu, nó dùng ma túy. Rồi nó thấy nó bồn chồn, nó lo lắng, rồi nó hành động như bạt mạng bất kể nguy hiểm hay không. Rồi hoặc là nó khi nó thu mình, nó xa lánh tất cả mọi người. Rồi hoặc là khi nó ít ngủ, nó bỏ ngủ, hoặc là khi nó ngủ quá nhiều, cả ngày nó ngủ luôn. Và nhiều khi nó còn bày tỏ uất hận, muốn trả thù. Đó là trường hợp những cái em hay bị bully, tức là hay bị hại hiếp đó, thì nó dựa đến những trường hợp vừa tự tử mà vừa xách súng đi bắn người khác nữa. Và hoàn toàn những cơn mà là mood swing mà thái quá, buồn vui lên xuống thái quá, đó là những dấu hiệu mà mình cảnh giác.
Dĩ nhiên không phải tất cả những cái em nào có rượu đó đều đưa đến tự tử, mà nhưng khi mình mà để ý thì mình sẽ cảnh giác, lưu ý theo dõi các em hơn. Dạ, kính thưa bác sĩ, đó là những em họ có thể họ thốt lộ ra cho cha mẹ hay bạn bè biết, còn những em mà ngấm ngầm hay là nhiều khi cha mẹ không có rành về internet hay chat computer thì làm sao mà biết được? Đó thì như ở trên nó có những cái biểu hiệu đó, hoặc thấy nó xa lánh mọi người, hoặc nó ngủ nhiều, hoặc nó không ngủ, hoặc là lâu nó thốt lên những cái lời lẽ một cái bi quan yếm thế, đó là những cái mà nó không nói ra. Thường thường những cái dễ dàng là khi mà em nói ra em muốn tự tử thì thường thường là bố mẹ biết và dẫn đi bác sĩ hay là có những cái biện pháp ngăn ngừa, nhưng có em nó không nói ra, nó cứ âm thầm, rồi nó có những biểu hiện mà nó gọi là soft signs mà nó đòi hỏi cái người xung quanh khá tinh ý, nó thấy cái em nghĩa là nó buồn rầu hay nó có cái động thái nào mà thấy khác thường thì nhiều khi mình hỏi thẳng. Tại đây là phần lớn là các một đại đa số thông thường thì mình nghĩ rằng nếu mình hỏi ai có ý định tự tử đó thì mình nghĩ rằng nhân sợ gieo vào đầu các em ý định tự tử, nhưng cái thực tế cho thấy rằng là khi mà hỏi thẳng các em nó có ý muốn tự tử hay không đó, nó không có gieo vào đầu cái ý định tự tử, bởi vì em nào nó có ý định tự tử nó có cho sẵn đầu rồi, mà khi mà mình hỏi đó thì nó giúp cho các em được thổ lộ ra, và nhiều khi các em cảm thấy được nghĩa là được săn hỏi, và nó khi nó thổ lộ ra thì nó nhẹ hơn và nó dễ chấp nhận cái sự giúp đỡ của người khác. Kính thưa bác sĩ, lần đầu tiên mà bệnh nhân đến văn phòng bác sĩ thì những cái diễn biến sẽ như thế nào? Thì đầu tiên nếu mà bệnh nhân mà đến văn phòng đó thì bất cứ bác sĩ nào vậy cần phải nghĩa là tìm hiểu rõ ràng bệnh trạng, tìm hiểu nguyên nhân để chẩn đoán, để cái chẩn đoán đúng thì mới điều trị đúng được. Thành cái buổi đầu tiên là cái buổi khá quan trọng, rất là quan trọng, tại vì nó cho thấy được cả cái bắt đầu cái hướng điều trị như thế nào, tìm hiểu ngọn ngành đầu đuôi nguyên nhân và những cái yếu tố nào nó làm cho có cái bệnh đó, thì buổi đầu tiên. Sau những buổi kế tiếp thì tùy theo cái assessment, cái đánh giá của cái buổi đầu tiên, nó sẽ là hoặc là tâm lý trị liệu, hoặc là có thuốc, hoặc là phối hợp cả hai. Khi mà các em vẫn là tuổi bị thành niên ấy, thì đương nhiên bố mẹ sẽ làm những cái nhân tố quan trọng trong vấn đề điều trị, thì nó đòi hỏi phải bố mẹ phải gặp bác sĩ trước, hoặc là gặp cùng với các em, hoặc là gặp trước để nghĩa là chia sẻ tất cả những cái vấn đề mà nhiều khi có em ở trong đó họ không tiện nói ra. Thì khi mà thiếu thiếu niên thì bố mẹ là một phần của điều trị. Nhưng đối với các em thì thường thường thì là các bác sĩ sẽ cho em biết rằng là tất cả những cái gì em nói ra trong cái phòng này nghĩa là sẽ hoàn toàn nghĩa là riêng tư, chỉ trừ một số trường hợp, những trường hợp mà nó là ảnh hưởng đến cái sinh mạng của các em hoặc là sinh mạng của người khác. Khi mà cái yếu tố mà nguy hiểm xảy ra thì vấn đề không còn là riêng tư nữa mà bố mẹ cần phải biết, thì các em phải được nói ngay hồi đầu để nghĩa là establish một cái trust để các em thấy rằng nghĩa là đây là cái nơi mà mình có thể trộn tình lộ tâm tình. Tại nhiều em đâu muốn bố mẹ biết những cái ý nghĩ thầm kín của mình, thành ra những cái đó là vấn đề mà gọi là giữ kín nghề nghiệp thì nó được đánh giá quan trọng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn phần 1 giữa Bích Phương và bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Xin mời quý vị theo dõi phỏng vấn phần 2 trong kỳ kế tiếp. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng kính mời quý vị đón xem chương trình VTV thứ Bảy và Chủ nhật mỗi tuần vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV, xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự buổi họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park, Reston, Virginia, Canopy G, 1400 Lake Fairfax Drive, Reston, Virginia, 20190 vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2019 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức tha thiết mong đợi sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu tham gia đông đảo. Mong chúng ta sẽ có được một ngày họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Phích 469-583-8012 hay ông Vũ 703-898-5876.